Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay Chủ nhật ngày 31 tháng 10 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin cựu công an Lê Chí Thành nói bị tra tấn dã man trong trại giam. Lê Chí Thành, cựu đại úy của Công an Việt Nam, đã bị bắt giam vào tháng 4 năm 2021 vì dám tố cáo cấp trên tham nhũng. Hiện có lời tố cáo rằng anh đã bị những đòn thù tra tấn dã man ở trại giam Công an thành phố Thủ Đức. Bà Lê Thị Phú, mẹ của công an Lê Chí Thành, cũng xuất hiện trên một video cá nhân vào ngày 29 tháng 10 năm 2021, đọc thư đòi công bằng cho con trai bà, trong đó nhấn mạnh rằng anh Thành đã bị trói treo hai tay, hai chân suốt 7 ngày trong một hầm phân. Lê Chí Thành từng là đại úy công an, công tác tại một số trại giam và đã bị kỷ luật, bị tước danh hiệu công an nhân dân vào năm 2020. Đây là hình ảnh anh Lê Chí Thành, cựu đại úy công an Việt Nam. Trước đó, anh xuất hiện trên nhiều video livestream truyền hình trực tiếp với nội dung tố cáo lãnh đạo các trại giam tham nhũng, lạm dụng sức lao động của tù nhân vào việc riêng, hành xử tàn ác với các tù nhân lớn tuổi, v.v. Những video liên tục tố cáo và vạch mặt công khai nhiều lãnh đạo trại giam của anh Lê Chí Thành cũng kéo theo nhiều sĩ quan khác ở các trại giam lên tiếng ủng hộ, xác nhận những điều anh Lê Chí Thành đã nói là đúng. Hiện nay, những video này nhanh chóng biến mất trên nền tảng các mạng xã hội YouTube mà không rõ lý do là vì sao và cũng như không ai biết số phận của những công an viên hưởng ứng hoạt động của anh Lê Chí Thành hiện nay ra sao. Cùng với những lời tố cáo trên trang mạng YouTube và Facebook, anh Thành nói rằng anh cũng đã gửi đơn tố cáo đi các cơ quan chức năng đúng theo luật pháp Việt Nam, nhưng không có ai trả lời đơn thư tố cáo của anh. Vào một thời gian dài cuối năm 2020 và đầu năm 2021, Lê Chí Thành từng được cộng đồng mạng tìm đến như một hiện tượng khi chuyên đăng tải các video giám sát cảnh sát giao thông đang làm việc gây xôn xao dư luận. Ngôn ngữ trong dân chúng gọi những cảnh sát giao thông chặn xe, tìm cách phạt tiền bỏ túi riêng là bọn đi kiếm bánh mì. Tình trạng nhũng lạm này là có thật và hiện nay đang diễn ra nhiều nơi tại Sài Gòn. Mặc dù người dân liên tục đưa ra những hình ảnh chứng minh cho thấy cảnh sát giao thông lạm quyền mãi lộ, nhưng sự bao che vẫn đang tiếp tục diễn ra, khiến như hầu như ai người dân cũng tức giận. Trong một lần livestream truyền hình trực tiếp, khi nghe mọi người ca thán về tệ nạn này, anh Lê Chí Thành nói với tư cách là một công an viên rằng anh sẽ tìm cách giám sát những nơi được người dân nhắn tin cho biết đang có tình trạng như vậy. Những video mà anh Lê Chí Thành quay trực tiếp đến chất vấn nhóm cảnh sát giao thông đang làm tiền người dân khiến những cảnh sát giao thông phải bỏ chạy, thậm chí tìm mọi cách để che bảng tên vì sợ bị phát hiện, khiến người dân theo dõi mỗi lúc một nhiều. Đây là hình ảnh sau loạt bài livestream truyền hình trực tiếp công khai lãnh đạo trại giam tham nhũng và thực hiện giám sát cảnh sát giao thông thì anh Lê Chí Thành bị bắt giam. Có những video số lượng người theo dõi vượt con số 1 triệu trong vài giờ. Cuối cùng, vào ngày 14 tháng 4, cơ quan cảnh sát điều tra Công an Thủ Đức đã hoàn tất các thủ tục khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Lê Chí Thành, 38 tuổi, hộ khẩu thường trú ở Bình Thuận, tại quận 12, thành phố Sài Gòn, để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ. Theo cơ quan điều tra, trước đó, Lê Chí Thành đã nhiều lần cản trở lực lượng chức năng đang thực hiện nhiệm vụ, tạo cớ khiêu khích, xuyên tạc, đưa thông tin sai sự thật về hoạt động công vụ, rồi phát tán lên mạng xã hội. Mục đích là thu hút người xem để trục lợi cá nhân, tác động xấu đến an ninh trật tự. Cho đến nay, tội danh của anh Lê Chí Thành là chống người thi hành công vụ, nhưng giai đoạn điều tra đến 7 tháng vẫn chưa kết thúc. Bà Phú, mẹ của anh Lê Chí Thành cho biết rằng, lâu nay các điều tra viên nói với bà rằng anh Thành vẫn luôn khỏe mạnh và không có việc gì phải lo. Những tiết lộ mới nhất từ trại giam khiến bà cảm thấy kinh hoàng rằng, ngoài chuyện tra tấn, còn có sự lừa dối đáng sợ từ các điều tra viên. Luật sư Đặng Đình Mạnh, người đại diện và bào chữa cho anh Lê Chí Thành kể rằng, vào ngày 19 tháng 10, cuối buổi gặp trước hai điều tra viên là Lưu Đức Nghĩa và Nguyễn Thị Hạnh, anh Lê Chí Thành đã khẳng định anh đã bị tra tấn và bị treo ngược lên suốt 7 ngày. Đây là hình ảnh trong đồn công an, một người dân là nhân chứng đang bị viên trung tá Huỳnh Minh Lễ, phó trưởng công an phường Phú Thạnh, thành phố Tuy Hòa, đánh và đạp thẳng lên mặt. Mọi sinh hoạt ăn, ngủ, đi vệ sinh đều diễn ra ở một chỗ. Nhiều ngón tay của anh Lê Chí Thành đã gần như bị tê liệt,
hai chân đi không vững. Ngay khi phát hiện tình trạng sức khỏe nguy kịch của anh Lê Chí Thành, luật sư Mạnh đã yêu cầu phía điều tra viên ghi tất cả những chi tiết này vào trong biên bản làm việc, nhưng họ từ chối. Tuy vậy, họ nói rằng sẽ chuyển ghi chú sự việc này và đề nghị giải quyết. Bà Phú khóc và nói trong video tố cáo, cầu xin cộng đồng mạng cùng lên tiếng để cứu con trai bà. Bà tin rằng trong trại giam, sự trả thù với những đòn tra tấn dã man đang giết dần giết mòn anh Thành. Hiện luật sư Đặng Đình Mạnh đã gửi đến Giám đốc Công an Thủ Đức và Viện Kiểm sát Thủ Đức để yêu cầu tiến hành thăm khám sức khỏe của anh Lê Chí Thành và yêu cầu lời giải thích về việc tra tấn vô nhân đạo này. Cũng trên trang Facebook cá nhân, nhà hoạt động Phạm Minh Vũ đưa ra lời bình luận như sau. Thành là một người cương trực trong ngành đã cởi áo công an để làm người lương thiện. Từ lúc Thành bỏ ngành, bỏ luôn đảng, Thành đã trở về bản chất một con người. Anh thường xuyên tham gia công tác xã hội, đi tới các vùng biển cùng bạn bè để trao quà hỗ trợ, chia sẻ khó khăn với người ưu thế. Chị lao động, người vô gia cư, Thành đều tìm đến. Nhất là đợt lũ lụt kinh hoàng năm ngoái, Thành cùng bạn bè tổ chức nhiều chuyến thiện nguyện ra cứu trợ lũ lụt miền Trung. Việc làm xuất phát từ tâm của một người có nhân cách mà không bao giờ thấy ở bất cứ ai trong ngành công an của Việt Nam. Những việc làm này sau khi Thành cởi áo từ quan. Khó có ai có thể tưởng tượng thanh niên cường tráng, một sĩ quan công an khỏe mạnh như thế khi bị bắt giờ chân tay liệt hết cả. Quá kinh hoàng. Đây là hình ảnh điều tra viên Phạm Việt Anh, công an Việt Nam bên trái, là người mà ông Lê Đình Công trong vụ án Đồng Tâm khai trước tòa rằng đã dùng dùi cui đánh ông suốt 10 ngày như một. Ở bên ngoài, chỉ thời gian ngắn, Thành đấu tranh rất mạnh mẽ, đụng chạm tới vấn đề cốt yếu trong lực lượng, còn đảng, còn mình. Vì chính anh cũng bước ra từ trong đó, nên anh là cái gai trong mắt bọn cầm quyền, họ đã bắt giam anh. Có lẽ anh đã giữ cốt cách rất chính trực, nên khi vào trong trại giam, anh vẫn đấu tranh quyết liệt, cho nên anh đã bị trả thù bằng cách treo ngược. Suốt một tuần anh lên để xem cứng đầu tới cỡ nào. Sự man dợ và tàn bạo đó nó cay đắng ở chỗ bọn ra tay không ai khác mà chính là những người trước đây gọi là anh là đồng chí, đồng đội và đồng nghiệp. Bị dân đánh không đau, đồng chí trả thù mới đau, đau đến tận tâm can. Ôi đồng chí, mà tới sĩ quan công an, đồng chí với nhau vẫn bị tra tấn tàn bạo như thế. Hỏi sao dân đen vào đồn mà không tự tử nhiều cho được. Ông Phạm Minh Vũ đã nêu ra quan điểm của mình như vậy. Và chết trên đường công an, anh Nguyễn Hữu Tấn đã bị giết hay tự cắt cổ? Đây là một câu hỏi dư luận cũng đặt ra trong quá trình điều tra. Gia đình và giáo hội Phật giáo Hòa Hảo Thuần Túy đã nói với đài VOA tiếng Việt rằng họ không tin anh Nguyễn Hữu Tấn, người bị tạm giam theo Điều 88 Bộ Luật Hình sự Việt Nam ở tỉnh Vĩnh Long, chết do tự cắt cổ. Đây là hình ảnh đám tang anh Nguyễn Hữu Tấn, người bị tạm giam theo Điều 88 Bộ Luật Hình sự nhưng sau đó tử vong với nhiều vết cắt trên cổ. Em trai của anh Tuấn, anh Nguyễn Hữu Tài nói anh không tin anh Tấn chết do tự sát. Ông nói, em không tin điều mà anh Tấn tự tử trong đồn công an vì trong đồn công an canh giữ nghiêm ngặt, không thể nào lọt vật nhọn hay vật bén được, không thể nào trong phòng lại có hung khí bén nhọn để mà tự tử. Trước đó vào ngày 4 tháng 5, báo Vĩnh Long cho biết cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh Vĩnh Long hôm 22 tháng 5 cũng đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Hữu Tấn để điều tra về hành vi phát tán tài liệu chống phá nhà nước theo Điều 88 của Bộ Luật Hình sự. Đến sáng ngày 3 tháng 5, trong quá trình cán bộ điều tra ghi lời khai, anh Nguyễn Hữu Tấn xin một điếu thuốc để hút và sau đó xin nước để uống. Khi cán bộ điều tra ra khỏi phòng để gọi người mang nước đến, thì Tấn lấy con dao dọc giấy ở bên trong chiếc cặp của cán bộ điều tra đặt bên cạnh ghế làm việc, tự cắt vào mạch máu hai bên cổ để tự sát. Trong một thông cáo gửi cho Liên Hợp Quốc và cộng đồng quốc tế vào ngày 4 tháng 5, Giáo hội Trung ương Phật giáo Hòa Hảo Thuần Túy đặt nghi vấn rằng chúng tôi nghĩ rằng tại sao phòng hỏi cung lại có sẵn dao để ông Tấn tự cắt cổ và tự cắt sau đầu gần lìa khỏi cổ, sao trên đầu có nhiều vết thương khiến đầu nhiều chỗ đã bị mềm nhũn và trong lúc hỏi cung lúc nào nghi can cũng có ít nhất hai người theo dõi thì làm sao có thể tự sát được. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa,
Thời báo chấm đê ngày hôm nay Chủ nhật ngày 31 tháng 10 năm 2021 với bản tin cựu công an Lê Chí Thành nói bị tra tấn dã man trong trại giam. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo chấm đê để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa từ Berlin.